Cách đây 3 năm, anh Mikko đã quyết định đến Berlin. Anh là một trong số hàng chục nghìn người di cư đến Đức và hiện đang phải sống tạm bợ ngoài đường phố. Những người vô gia cư ở Berlin thường tụ họp thành từng nhóm và sống cùng nhau. Nếu như không tìm được chỗ ngủ, những người này có thể ngủ ngay trên đường phố hay vỉa hè. Tôi vẫn cảm thấy mình như vô hình ở thủ đô Berlin. Chúng tôi là một nhóm có 15 người, thường sống ở các khu gầm cầu. Ngày càng có nhiều người vô gia cư tới thủ đô Berlin, con số hiện nay đã lên tới gần 10.000 người. Lý do họ chọn tới Đức bởi ở đây có thể sống được mà không cần tiền, nhờ vào các chương trình phúc lợi xã hội, từ thiện. Hai tuần một lần, nhóm của anh Mikko lại đến trung tâm hỗ trợ người vô gia cư để giặt quần áo, lấy đồ ăn nhanh và một số thứ khác. Tôi nghĩ Berlin nói riêng và nước Đức nói chung đều nhận thấy một số điểm bất tiện của việc mở cửa biên giới. Thế nhưng trục xuất lại không phải là giải pháp tốt, nhiều người sẽ không muốn quay trở về. Trục xuất cũng đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi hiện nay. Nhiều quốc gia như Ba Lan có kêu gọi người dân quay trở về, nhưng bản thân những người đã rời đi lại không muốn quay lại. Tôi sẽ không về với bất kỳ lý do nào. Tôi có những ký ức không tốt đẹp ở đó. Tôi muốn thay đổi. Chính phủ Đức cũng không thành công trong việc thuyết phục họ trở về quê hương. Bài toán khó hiện nay là làm thế nào để giúp đỡ họ chống chọi qua mùa đông lạnh giá của năm nay. Ở Đức, những trung tâm hỗ trợ người vô gia cư trước kia thường chẳng ai để ý tới. Thế nhưng dòng người nhập cư đổ về đây ngày càng nhiều, mọi người càng nhận ra vai trò của nó, bởi đó đang là cứu cánh cho họ.